Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em mặc áo đỏ, em lại quay xe đỏ cho mọi người. Người nếu mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy đến gặp trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để cho đỏ các bạn nhé. Còn đang mùa dịch, mùa Covid thì các bạn là không đến xem xe trực tiếp thì em sẽ ship xe tận nơi. Để cho quý vị anh chị và các bạn có thể là thoải mái, cũng như là đỡ mất công chi phí đi lại các bạn nhé. Vâng. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc Hyundai Getz 2010. Phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội, màu đỏ như áo đỏ. Màu đỏ chứng tỏ là xe của anh. Vâng. Hay là xe của em thì anh em nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Bây giờ ta sẽ đi chi tiết về chiếc xe này các bạn nhé. Vâng, dưới cái ánh nắng chói chang của mùa hè thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ lên sóng cho mọi người một chiếc xe Hyundai Getz 2010 phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.1 màu đỏ. Màu đỏ rất là đẹp cho mọi người. Một chiếc xe có thể nói là đang được chờ từ trước đến giờ, vẫn là một trong những cái dòng xe mà được rất nhiều người sử dụng. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, cái thứ hai là form dáng chuẩn chỉnh, cái thứ ba là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc lên chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Mọi người đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Đây là địa chỉ cửa hàng của em, nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Mọi người đến xem xe có thể để alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, có thể gọi điện cho Tuấn Anh hoặc có thể kết bạn Zalo cho Tuấn Anh. Tuấn Anh sẽ gửi cho các bạn về video clip chiếc xe cũng như là địa chỉ, định vị cửa chỉ của cửa hàng để các bạn có thể đến xem một cách dễ dàng nhất. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào và tham khảo về cái chiếc xe Hyundai Getz 2010 này. Vâng, đeo biển số 30F37731 37734 là biển số của chiếc xe này. Đăng kiểm dài thì đến tháng 10 năm 2021, sơn xi màu đỏ, xe rất là đẹp và đắt. Còn lại thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với giá là 168 triệu đồng cho quý vị anh chị và các bạn. 168 triệu đồng một chiếc Hyundai Getz đã được lên đồ chơi rất là nhiều, từ la răng cho đến màn hình. Đó, sơn xi rất đẹp, từ tay lắm mở cửa của chiếc xe cũng được một lớp lốp cả của một lớp mạ viền chrome cộng với lại đèn hậu. Đó, lẹt bô. Nói chung là chiếc xe này thì không còn cái gì để lơn nữa rồi. Cứ thế là chạy thôi. Cái giá tiền thì hơn 100 triệu đó, một chiếc xe Hyundai Getz như thế này thì không thể chê vào đâu được nha các bạn nhé, không thể chê vào đâu được. Vâng, thứ nhất là lành, thứ hai là bền, thứ ba là tiết kiệm. Vâng, còn chờ gì ở một chiếc xe chỉ có hơn 100 triệu, lại thứ ba là nhập khẩu nữa, thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Vâng, 168 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho mọi người. Vâng, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho mọi người nhé các bạn nhé. Na đăng đúc 4 bánh rất là đẹp. Hệ thống đèn pha, đèn cốt của chiếc xe khá là ok. Sử dụng đèn pha halogen, đèn bi cầu gầm siêu sáng. Đấy, các bạn thấy pha halogen bi cầu gầm siêu sáng các bạn này. Một chiếc Getz bản đủ 2010, màu đỏ cho rất nhiều anh em nào đang có những yêu màu đỏ như thế này thì hãy đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để trải nghiệm cũng như là xem về chiếc xe này các bạn nhé. Lắp lốp của chiếc xe thì khá là ok. Kia một cái bộ la răng xoắn rất là đẹp, phay rất là đẹp cho mọi người. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 10 năm 2021. Một chiếc xe khá đẹp và chắc chắn an toàn cho mọi người. Nội thất chiếc xe thì cũng hơi có một tí gì đó đỏ đỏ, đó là một bộ áo ghế bằng da màu đỏ và đen, trần 3D chống nóng, hệ thống vô lăng bản đủ, hệ thống sàn xiếc của chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Hệ thống táp lô táp ly chiếc xe khá là ok đúng không ạ? Keo chỉ chiếc xe thì còn khá là đẹp. Với chiếc xe này thì trước đây thì nó cũng đã qua một chút dịch vụ rồi, nhưng mà chất lượng của nó thì khá là ok, đã về tên tư nhân từ rất lâu rồi các bạn nhé. Chung là cam kết cho các bạn thì không có đâm đụng tai nạn vào những cái phần cột kèo như thế này, không có đâm đụng vào những cái phần cột kèo như thế này các bạn nhé. Thì thế nên là cam kết bằng văn bản giấy tờ cho mọi người luôn, đúng không ạ? Nội thất chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Táp lô táp ly rất sạch sẽ luôn. Hơn 100 triệu, 168 triệu rồi. Hộp tì tay đầy đủ, rất nhiều đồ chơi luôn. Rồi là giá đỡ hàng trên cao. Vâng, bỏ ra hơn 100 triệu sở hữu ngay một chiếc Hyundai Getz 2010 số sàn bản nhập khẩu, và chạy rất là đầm, rộng rãi cho mọi người. Đây là phần đinh bấm, đây là phần ốc lắp cabo sau. Đây là phần máng nước của chiếc xe, không có vấn đề gì đâm đụng tai nạn hay là ngập nước gì cả ở đây nhé các bạn nhé. Mọi người đang có nhu cầu mua xe, xem xe, trải nghiệm xe, có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, thôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng.
để kiểm tra và test thử chiếc xe này. Vâng, hơn 100 triệu sở hữu ngay chiếc xe này, nói chung là cũng khá là hợp lý các bạn nhé. Ghét nhà em thì còn 4-5 con nữa cơ. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe ghét thì hãy liên hệ cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với cái mức giá từ 136 triệu đồng cho đến 179 triệu đồng. Và có hai chiếc 2010 đều là 168 triệu đồng, một chiếc 2008 136 triệu đồng, một chiếc 2009 bản đủ, một chiếc xe gia đình xịn sò từ đầu. Đây đang nằm ở góc này đây. Đấy, các bạn nhìn thấy là một xanh xanh này. Đấy, 179 triệu đồng. Và các bạn đang có nhu cầu về dòng nào thì cứ alo cho Tuấn Anh nhá. Vâng, tất cả đinh bấm của chiếc xe thì cam kết cho các bạn không có đâm đụng ngập nước các bạn ạ. Nội thất rất là đẹp. Đấy, nội thất hai màu đỏ đen rất là đẹp. Gầm sàn khá là ok, chúng ta sẽ trải qua cái phần gầm một chút nhá. Trải qua cái phần gầm một chút đây. Đấy, gầm bệ đây. Gầm bệ chiếc xe thì khá là ok cho mọi người, đúng không ạ? Vào trong xe. À, con này thì trước đây thì nó qua dịch vụ rồi, nên là với cái công tơ mét 14 vạn này thì chắc chắn là không chuẩn rồi, chắc chắn là tua rồi. Nói luôn cho các bạn là chắc chắn là tua rồi. Vì thế nên là không thể nào mà chạy dịch vụ mà 14 vạn được, kể cả chạy từ 2010 đến bây giờ. Đấy, không dịch vụ cũng có thể là hơn 14 vạn luôn. Nhưng mà cái đấy thì không quan trọng. Với một chiếc xe mà đã dịch vụ ra thì với cái tầm tiền như vậy thì chúng ta cũng miễn sao là kiếm được một chiếc xe mà nó ổn định với cái giá tiền, cũng như từ máy gầm cho đến tất cả mọi thứ của chiếc xe, không có đâm đụng tai nạn và không ngập nước là ok. Điều hòa mát. Vâng, xe được trang bị cả màn hình nhá, màn hình cỡ lớn luôn. Màn hình này màn hình giả Android, được cái là nó to. Đấy các bạn nhé, hệ thống cam lùi cũng nét căng luôn các bạn này. Đấy, chạy bằng USB các bạn nhé. Hộp để đồ khá là hợp lý, lại có cả thêm hộp tì tay nữa các bạn này. Đấy, hộp tì tay nhé. Đấy, nói chung là nó rất là tì tay để cho chúng ta thoải mái lắm. Lúc chúng ta lái xe nó hơi mỏi mệt thì cầm vô lăng nhiều nó mỏi thì chúng ta sẽ để tay đây và lái một tay một đúc khoảng tầm cây số để cho chúng ta yên tâm và nó mỏi đỡ mỏi hơn. Hệ thống gương điện đầy đủ, rất là ok cho mọi người. Đèn còi xinh nhan rất là đẹp và hợp lý cho mọi người. Đấy, xăng thì còn nửa bình. Điều hòa rất là mát luôn các bạn nhé. Vâng, trần 3D chống nóng rất là tốt luôn. Vâng, hệ thống nội thất chiếc xe thì khá đẹp, hai màu đỏ đen chung với lại màu nhựa và màu thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Xe trang bị hệ thống túi khí ở bên tai các bạn nhé. Dòng ghế này thì chạy khá lành, đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này thì rơi vào tầm khoảng là 6 lít trên 100 km, với cái động cơ là 1.1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần khoang máy của chiếc xe, xem chất lượng máy móc của chiếc xe nó có như thế nào. Chúng ta xem qua cái phần gạt mưa. Gạt mưa phun nước của chiếc xe, rửa kính rửa kiếc thì rất là ổn định luôn các bạn nhé. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem gạt mưa sau vẫn ổn định bình thường này các bạn này. Tất cả đều hoạt động rất là bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái phần khoang máy của chiếc xe, xem máy móc của nó như thế nào. Máy móc thì lỗ cũng khá là êm ạ. Đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc xe. Xe này trang bị động cơ là 1.1. Nói chung là máy móc của nó thì khá là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Lỗ rất là êm. Máy Hyundai rất là ok cho mọi người. Dòng này chạy rất là bốc các bạn nhé. Tất cả phần đầu của chiếc xe thì khá là đẹp cho mọi người, đúng không ạ? Đầu nó khá đẹp. Tất cả đều rất là ok, đúng không ạ? Máy móc này. Trang bị động cơ 4 máy các bạn nhé, 4 máy. Các bạn có thể đến xem xe trực tiếp, chạy thử xe bên em, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng để trải nghiệm về chiếc xe này. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về chiếc xe Hyundai Getz 2010, số sàn 1.1 bản đủ, một chiếc xe tư nhân biển Hà Nội với giá 168 triệu đồng. Đấy, anh em nhìn thấy đây, hệ thống đèn halogen rất là sáng buổi tối, cũng như là đèn bi gầm siêu sáng nhá các bạn nhá.
Đèn này trời tối thì rất là sáng, không cần chạy đến đèn pha bên trên luôn, vẫn đủ độ sáng để chúng ta chạy. Đấy. 168 triệu đồng các bạn đã sở hữu về chiếc xe này. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.